Sáng 24 tháng 1 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh đã có buổi làm việc với Phó Thống đốc tỉnh Kochi, Nhật Bản Takaaki Iwaki về các vấn đề học hỏi kinh nghiệm phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu. Phó Thống đốc tỉnh Kochi, Nhật Bản Takaaki Iwaki vui mừng trước sự đón tiếp nhiệt tình của Bộ Xây dựng trong lần đầu tiên có dịp đến làm việc tại Việt Nam. Ông cũng cho biết, vào tháng 11 vừa qua, các thành viên chính quyền của tỉnh Kochi cũng đã có buổi làm việc với Bộ Xây dựng và cũng đã nhận được đề xuất hai nước sẽ tổ chức hội thảo quốc tế liên quan đến các biện pháp phòng chống thiên tai. Chính quyền tỉnh Kochi cũng mong muốn có điều kiện hợp tác để cùng thực hiện đề xuất hữu ích này. Vấn đề tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng của Việt Nam đến làm việc cũng như tiếp nhận các cán bộ của Việt Nam sang tập huấn tại tỉnh Kochi sẽ được thảo luận với tổ chức JICA để xúc tiến nhanh hoạt động này. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh hoan nghênh đề xuất về tổ chức hội thảo phòng chống thiên tai, sạt lở ở các khu dân cư bởi những vùng thiên tai chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, vùng có điều kiện sống thấp, chịu ảnh hưởng nhiều của thiên tai. Chính vì vậy, ý tưởng tổ chức hội thảo là vô cùng thiết thực. Thứ trưởng mong muốn sáng kiến này có thể được tổ chức ở Nhật Bản hoặc Việt Nam. Nếu được thống nhất tổ chức ở Việt Nam, hội thảo sẽ có được sự phối hợp tổ chức với một số bộ ngành liên quan. Thứ trưởng đánh giá các đề tài và giải pháp phòng chống thiên tai của tỉnh Kochi thực sự thiết thực và ý nghĩa. Sáng kiến được thống nhất thì trong thời gian tới sẽ được đưa vào chương trình hội thảo hợp tác Việt-Nhật được tổ chức vào tháng 11 năm 2018.